Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến Bết-sa-i-đa, người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: anh có thấy gì không? Anh ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông thấy rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về và nhà và dặn anh đừng có vào làng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi đến một cái chỗ lạ lẫm, chúng ta phải thăm dò, đặc biệt là đi vô những khu bụi rậm hoang vắng, thường có cái cây người ta khua khoáng để lỡ có rắn rết nó chạy đi, thậm chí người ta dùng những viên đá chọn thăm dò. Cho nên ngạn ngữ có câu gọi là ném đá dò đường. Không biết nó có nguy hiểm, có cái hố, có cái vực, có cái hang hốc nào khiến mình bị hụt chân hay không. Sách Sáng Thế vừa thuật lại cho chúng ta biến cố lụt Hồng Thủy đã qua. Và vì cái tàu nó to, nó cao trên ông Noe không biết nước đã rút đi hay chưa, ông thả một con quạ. Và sách thánh bảo là nó bay đi bay lại cho đến khi nước rút, chứ nó không quay trở về tàu. Vì vậy cho nên ông thả tiếp một con chim bồ câu, và sau khi lượn một hồi không thấy chỗ đáp, nó vòng về tàu. 7 ngày sau ông vòng làm lại một lần nữa, nó tha về trong một cành ô liu. 7 ngày sau nữa thì nó bay đi luôn. Lúc đó thì mới chắc chắn là nước rút hẳn. Cái hành động của Noe thuật lại là một cái thăm dò của một người chưa biết phía trước tương lai nó có cái gì, nhưng nó cũng diễn tả đức tin của chúng ta. Con đường vật lý chúng ta thấy nó ở dưới chân, chúng ta thấy bằng mắt, chúng ta cảm nghiệm được bằng chân, và chúng ta bước đi chỗ nào bằng phẳng chúng ta dạn dĩ, chỗ nào gập ghềnh chúng ta phải cẩn thận. Còn con đường đức tin thì không như thế, lúc nào chúng ta cũng phải dò dẫm để xem chúng ta có biết, chúng ta có thực hành, chúng ta có làm theo ý Chúa hay không. Cho nên hằng phải tha thiết xin Chúa soi sáng, cũng giống như Noe, hằng phải thăm dò để xem đất đã bình an chưa. Lúc nào chúng ta cũng phải cầu nguyện giống như ông Noe thả con chim bồ câu vậy, để thăm dò ý Chúa, để tìm ý Chúa. Và bởi vì giống như Chúa Giêsu cũng đã khẩn thiết xin với Chúa Cha là: xin nếu được thì xin cất con khỏi chén này. Chúa là Chúa, nhưng trong mầu nhiệm khổ nạn Chúa sống trọn vẹn thân phận con người. Với tư cách là Thiên Chúa, Ngài biết và Ngài có khả năng giải thoát chính mình, nhưng Ngài phó thác vào tay Chúa Cha để xin Chúa Cha hướng dẫn. Chính con Thiên Chúa cũng đã làm gương cho chúng ta khi không tự tiện định đoạt mà là phó thác, và dùng tất cả tự do của mình để xin Chúa Cha dẫn dắt. Thì chúng ta là tín hữu, chúng ta là thụ tạo, chúng ta lại càng phải cần cầu xin ơn Chúa để chúng ta biết được đường lối của Chúa, biết được ý định của Chúa. Cho nên tin mừng thuật lại Chúa Giêsu chữa anh mù bằng hai động tác. Thứ nhất là nhổ nước miếng vào mắt, rồi hỏi anh có thấy gì không. Sau đó Ngài mới đặt tay để chữa anh ta khỏi hẳn. Dân gian có câu: khốn khó hai bàn tay, giàu sang hai con mắt. Giàu
hay nghèo là ở đôi tay của mình. Con mắt thấy được, nó khiến chúng ta phán đoán và phân biệt được những cơ hội để làm lụng, để kiếm ăn. Nhưng bây giờ lười hoặc là mù thì rất là khốn khổ. Nhưng mù tối về đức tin khổ hơn. Có những người mắt mờ nhưng mà bị người đời mắng là mù mờ bởi vì không quan tâm, không chú ý. Mắt trừng trừng nhưng lòng u tối, bị người ta gọi là thông manh, không có phán đoán được sự đời. Thì đức tin chúng ta có trợn mắt nhìn cũng không thấy được, bởi vì nó không phải là ý của chúng ta mà là ý Thiên Chúa. Và may mắn cho chúng ta trong cuộc đời chúng ta, trong hành trình đức tin của chúng ta có những chứng nhân mà Thánh cả Giuse là chứng nhân rất rất sáng giá, rất tín trung và mẫu mực. Ngài đón nhận ý Thiên Chúa, đón nhận sứ vụ nuôi dưỡng và bảo vệ Chúa Con và Mẹ Thánh của Người mà không được mặc khải tỏ tường, chỉ nhận thức được qua thị kiến trong giấc ngủ, trong đêm tối. Thế nhưng khi sáng dậy, Ngài cố gắng tìm hiểu và thực hiện lời Chúa, và đã thực hiện một cách trọn vẹn. Chúng ta vẫn cứ tán dương và cầu Ngài với những lời kinh rất là đẹp, nhưng chúng ta không sống trong tâm trạng của Ngài để biết rằng Ngài cũng có những dằn vặt, Ngài có những dấu hỏi, Ngài có những băn khoăn mà không có ai giải đáp. Nhưng trong xác tín, Ngài biết rằng Chúa muốn Ngài cộng tác và thực hiện ý của Chúa. Có một số bạn tân tòng gặp tôi và than vãn là con tin Chúa, con theo Chúa mà sau cuộc đời con vẫn khổ. Thì tôi cũng phải an ủi lại là theo Chúa Giêsu thì khổ, không theo Chúa mới sướng. Bởi vì người ta không phải lăn tăn, không phải băn khoăn, không phải áy náy lương tâm khi làm chuyện bậy. Người ta có thể buôn lậu, người ta có thể buôn ma túy, người ta có thể bán hàng trắng mà không phải áy náy lương tâm. Và thỉnh thoảng họ mang một cục tiền đó làm từ thiện, cúng dường vào chùa chiền, và họ coi như là hối lộ thần linh rồi, và họ an tâm. Còn tín hữu của Chúa thì không thể làm như thế. Anh đi xưng tội, nguyên giáo huấn của Chúa nhắn nhủ anh không được làm hại người khác. Như trong bài sách huấn ca Chúa Nhật vừa rồi chúng ta được nghe, Chúa bảo Chúa không truyền cho ai làm điều dữ, Chúa không dạy ai phải làm điều bất hảo. Thì lời Chúa dạy chúng ta phải làm điều tốt. Hơn nữa, mỗi lần đi xưng tội chúng ta được khuyên nhủ phải tránh điều dữ và không được làm hại tha nhân. Cho nên là tín hữu Chúa, chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi đủ điều. Không phải để chúng ta theo là tín hữu của Chúa, không phải để chúng ta tìm kiếm hạnh phúc và sung sướng ở trần gian này, nhưng mà tìm kiếm bình an và hạnh phúc vĩnh cửu ở nơi Chúa, phía bên kia cái chết. Cho nên chúng ta chấp nhận đánh đổi. Và Chúa Giêsu cũng đang mời gọi, ai muốn làm môn đệ của ta thì hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Cho nên chúng ta phó thác cuộc đời chúng ta vào tay Chúa. Chúng ta xin Chúa chữa lành những mù tối về đức tin, để chúng ta nhận được ý và chương trình của Thiên Chúa, và chúng ta cũng quảng đại cộng tác như Thánh Giuse, để rồi ngày cuối cùng chúng ta được chính Thánh cả dẫn dắt vào nước Chúa và hưởng ơn cứu độ Chúa ban.